Xin kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình 60 giây sáng thứ tư của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình 60 giây sáng nay thứ tư ngày 31 tháng 7 năm 2024 sẽ có những nội dung chính sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh thành lập tổ công tác đảm bảo an ninh thị trường vàng. Mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ làm 5 người thương vong với nhiều thiệt hại. Chỉ huy cấp cao của Hezbollah thiệt mạng trong vụ không kích Beirut của Israel. Kính thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định thành lập tổ công tác đảm bảo an ninh thị trường vàng nhằm thu thập, phân tích thông tin tình hình mua bán cũng như thanh kiểm tra các cơ sở kinh doanh vàng miếng và sản xuất mua bán trang sức trên địa bàn. Theo đó, đại diện Công an Thành phố Hồ Chí Minh làm tổ trưởng phối hợp với các cơ quan liên quan để phát hiện xử lý các nghi vấn buôn lậu, đầu cơ, trục lợi gây bất ổn thị trường vàng. Tổ phó là đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan này hàng ngày sẽ thu thập và chuyển giao cho công an thông tin các cá nhân mua vàng tại các điểm bán vàng miếng của SJC và 4 ngân hàng thương mại trên địa bàn, đồng thời chỉ đạo các đơn vị kiểm tra phát hiện các cá nhân nghi vấn được thuê mua, thu gom vàng, cung cấp thông tin kịp thời cho lực lượng công an. Các đơn vị khác trong tổ gồm Cục Phòng chống rửa tiền với nhiệm vụ xác minh nguồn tiền mua vàng, Cục Quản lý Thị trường kiểm tra các cơ sở kinh doanh, xử lý vi phạm và trao đổi thông tin với ngành công an. Và Cục Thuế sẽ theo dõi dấu hiệu trốn thuế và buôn lậu vàng. Các quận huyện và thành phố Thủ Đức cũng lập tổ công tác riêng tại địa phương. Sự kiện kinh tế quan trọng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Triển lãm Quốc tế Logistics Việt Nam 2024, gọi tắt là Vlog 2024, sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 8 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và trọng tâm của triển lãm năm nay sẽ đề cập đến giải pháp cho một trong những thách thức cấp bách nhất hiện nay, đó là logistics bền vững. Triển lãm quốc tế Logistics Việt Nam năm nay sẽ mang chủ đề Logistics xanh, nền tảng phát triển bền vững. Sự kiện lần này sẽ gồm 400 gian hàng, 300 doanh nghiệp hàng đầu về logistics tại 20 quốc gia và lãnh thổ. Sự kiện thu hút 25.000 lượt khách tham quan. Theo ban tổ chức, các lĩnh vực chính của triển lãm bao gồm vận tải và giao nhận, kho thông minh và chuỗi cung ứng lạnh, máy móc, thiết bị xử lý vật liệu, ứng dụng công nghệ logistics, cơ sở hạ tầng khu công nghiệp và cảng biển. Ngoài ra, nhiều nền tảng thương mại điện tử lớn trong khu vực Đông Nam Á và quốc tế giới thiệu những công nghệ mới nhất đang kết mạng hóa ngành logistics toàn cầu. Ngày 30 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi có văn bản hỏa tốc yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó với động đất ảnh hưởng đến tỉnh này. Theo đó, trong 2 ngày qua, liên tiếp xảy ra nhiều trận động đất tại huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum. Đáng chú ý, một trận động đất có độ lớn 5 độ Richter, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2 ở khu vực tâm chấn và lân cận. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thông tin kịp thời về động đất và dư chấn do động đất, đồng thời hướng dẫn kỹ năng ứng phó, ổn định tâm lý cho người dân. Các huyện khẩn trương nắm tình hình, đánh giá thiệt hại, ảnh hưởng do động đất, kịp thời phát hiện, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả trong trường hợp xảy ra sự cố để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Chủ động sơ tán, bố trí chỗ ở tạm thời cho các hộ có nhà bị hư hỏng nặng, không đảm bảo an toàn, huy động lực lượng tại chỗ, hỗ trợ nhân dân. Bên cạnh đó, kiểm tra, yêu cầu đơn vị quản lý, chủ công trình, theo dõi chặt chẽ cơ sở hạ tầng, nhất là các hồ đập thủy lợi, thủy điện và công trình giao thông. Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các địa phương, mưa lớn từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 7 ở khu vực Bắc Bộ đã làm 5 người thương vong với nhiều thiệt hại. Tính đến 17 giờ ngày 30 tháng 7, mưa lớn tại tỉnh Điện Biên làm 2 người chết ở huyện Tùa Chùa và huyện Mường Trà do sạt lở đất đá và lũ cuốn trôi. 35 nhà bị sạt lở, một tuyến đường liên xã Bản bị sạt lở 150 mét khối, ước tính tổng thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng. Tại tỉnh Thái Nguyên, mưa lớn đã làm một người chết tại cầu Tràng Vầng Trương, xóm Nà To, xã Định Biên, huyện Định Hóa, sạt lở khoảng 20 mét khối đất đá vào trại gà, sạt lở bờ sông làm hư hỏng tường và chết 200 con gà, ước thiệt hại khoảng 290 triệu đồng. Mưa lớn cũng làm 2 người bị thương do sạt lở đất, nhiều nhà hư hỏng tại Bắc Cạn. Tại tỉnh Lạng Sơn, mưa lớn làm 26 nhà bị ảnh hưởng, tuyến đường Nà Bung, Bắc Làng trên địa bàn huyện Văn Quan bị sạt lở 5 điểm, sạt lở ta luy dương trên 4 tuyến đường huyện và một tuyến đường xã với tổng khối lượng đất đá bị sạt lở khoảng 900 mét khối. Nhiều tuyến đường tỉnh lộ Hòa Bình cũng bị sạt lở, đứt gãy nghiêm trọng do mưa lớn, gây nguy hiểm cho người và các phương tiện tham gia giao thông.
Nhiều ngày qua, mưa liên tiếp, nước lũ ở các khe suối ở huyện vùng cao Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An dâng cao làm ngập nhiều điểm cầu tràn. Việc lưu thông đi lại của người dân vì thế gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn giao thông. Hiện tuyến đường liên xã nối quốc lộ 7A vào các xã Hữu Lập, Bảo Nam vẫn thường xuyên bị chia cắt. Các cầu tràn bắc qua khe suối trên tuyến đường hầu hết bị ngập, khiến việc đi lại của hơn 2.000 hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng. Hằng ngày, tôi phải đi qua dòng nước lũ này để đi làm nương. Biết là lũ về nguy hiểm, nhưng cũng mạo hiểm lội qua, vì cỏ rẫy lên cao lắm rồi. Phương án lâu dài thì cũng kiến nghị lên cấp trên, cũng như là các cái nhà tài trợ, nhà hảo tâm là có cái kinh phí để hỗ trợ cho địa phương xây dựng các cái cầu cứng để dần dần khắc phục các cái hiện trạng trên. Huyện Kỳ Sơn hiện có 22 cầu tràn trên các tuyến đường liên xã đều được duy tu bảo dưỡng hàng năm. Tuy nhiên, do địa hình núi cao có độ dốc lớn, trong khi hệ thống sông suối chằng chịt, nên cứ vào mùa mưa lũ, nước sông chảy mạnh, dâng nhanh, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Người dân rất mong chờ giải pháp xây dựng các cầu cao hơn để đảm bảo an toàn mỗi khi mưa lũ về. Hiệp hội An ninh mạng quốc gia vừa chính thức ra mắt phần mềm phòng chống lừa đảo Entrust. Đây là ứng dụng hoàn toàn miễn phí giúp phát hiện các dấu hiệu lừa đảo thông qua kiểm tra số điện thoại, số tài khoản, đường dẫn trang web và mã QR. Phần mềm Entrust cũng hỗ trợ chức năng xà soát, quét các ứng dụng trên điện thoại, phát hiện mã độc hoặc phần mềm giả mạo. Người dùng cũng có thể báo cáo thông tin số điện thoại, số tài khoản, đường link, app nghi ngờ dấu hiệu lừa đảo qua ứng dụng. Dữ liệu sẽ được tập hợp, xác minh và cập nhật cho toàn bộ cộng đồng người sử dụng Entrust. Ứng dụng này có thể được tải miễn phí từ hai cửa hàng ứng dụng phổ biến là Google Play và App Store. Như 60 giây đã đưa tin, Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang tạm giữ hình sự Hồ Lưu Châu, 29 tuổi, trú xã Vĩnh Ngọc, để làm rõ về hành vi đốt cây xăng số 2 Mã Vòng và một số địa điểm khác. Nguyên nhân ban đầu đã được xác định. Theo thông tin ban đầu, gần 14 giờ chiều qua, Châu mua 5 lít xăng về chiết ra nhiều chai khác nhau. Sau đó, Châu chạy xe máy đến trước căn nhà trên đường Lý Tự Trọng, ném một chai xăng đã châm lửa vào bên trong và một chai khác vào cửa cuốn trụ sở cạnh đó, gây cháy tường. Chưa dừng lại, thanh niên này tiếp tục đến cây xăng số 2 Mã Vòng, tưới xăng rồi châm lửa đốt. Gây án xong, Châu bỏ trốn khỏi hiện trường, nhưng đã bị bắt. Nghi can này bị phỏng ở hai chân, được cảnh sát chuyển tới bệnh viện cấp cứu băng bó, rồi đưa về trụ sở tiếp tục điều tra. Qua test nhanh, Châu dương tính với ma túy. Bước đầu, đối tượng khai do buồn chuyện gia đình cùng với việc sử dụng ma túy nên đã gây ra sự việc. Đối tượng còn có tiền án 4 tháng tù về tội đánh bạc. Hiện Công an thành phố Nha Trang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc trên. Chiều tối qua, Công an huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên cho biết đã tìm thấy thi thể một nam giới bị nước lũ cuốn trôi. Lực lượng đã phải băng qua lũ dữ để trục vớt thi thể nạn nhân. Trước đó, vào sáng qua, Công an nhận được tin báo của người dân về việc anh Tê, 33 tuổi, trú tại thị trấn Mường Chà, bị rơi xuống suối tại khu vực đầu thị trấn Mường Chà và bị nước lũ cuốn trôi. Công an huyện Mường Chà đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ phối hợp chính quyền địa phương và gia đình nỗ lực tìm kiếm. Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng phát hiện thi thể anh Tê giữa dòng nước lũ chảy xiết thuộc khu suối giáp thị trấn Mường Chà và xã Na Sang, huyện Mường Chà. Lực lượng công an đã phối hợp với chính quyền địa phương nỗ lực băng qua lũ dữ trục vớt thi thể nạn nhân và bàn giao lại cho gia đình để tổ chức mai táng. Hôm qua, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã đồng loạt kiểm tra các tồn tại bất cập về hạ tầng giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, cũng như các điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trên địa bàn. Đoàn kiểm tra do Ban An toàn Giao thông tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với ngành đường sắt, Sở Giao thông Vận tải, Công an, Cảnh sát Giao thông cùng 5 địa phương gồm Biên Hòa, Trảng Bom, Thống Nhất, Long Khánh và Xuân Lộc, Đồng Nai. Trong ngày, đoàn liên ngành đã kiểm tra thực tại một số điểm giao cắt giữa đường sắt trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai cho biết, chiều dài đường sắt tuyến Bắc Nam qua tỉnh Đồng Nai dài hơn 98 km với hàng trăm đường ngang và lối mòn tự phát ngang qua đường sắt. Trong đó có nhiều đoạn đi qua các khu dân cư dày đặc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Qua kiểm tra, đoàn đã ghi nhận những tồn tại bất cập cắt ngang đường sắt và khu dân cư, hộ dân ở thành phố Biên Hòa. Trước đó, tối 28 tháng 7 đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe lửa và xe bán tải tại tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua thành phố Biên Hòa khiến 5 người thương vong.
Hải đoàn Biên phòng 38 Bộ đội Biên phòng cho biết thực hiện kế hoạch cao điểm về đấu tranh phòng chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại quý 2 năm 2024. Thời gian vừa qua, Hải đoàn Biên phòng 38 đã tổ chức 2 đợt sử dụng lực lượng phương tiện thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới vùng biển. Kết quả chủ trì phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An bắt giữ và xử lý 2 vụ trên 2 phương tiện, 13 đối tượng, tịch thu hơn 5.000 tấn than cám, xử phạt vi phạm hành chính, bán phát mại hàng hóa nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 10,1 tỷ đồng. Trước đó, ngày 23 tháng 6 năm 2024, đơn vị bắt giữ vụ việc một phương tiện vận chuyển hơn 4.000 tấn than cám trên vùng biển Thanh Hóa, xử phạt vi phạm hành chính, bán phát mại hàng hóa nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 9,2 tỷ đồng. Hiện vụ việc đã được các lực lượng chức năng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Ngay sau đây nữa sẽ là các nhà khoa học Italia vừa giới thiệu chú chó AI có khả năng hút rác thải ở nhiều địa hình. Lễ hội pháo hoa lớn và lâu đời nhất của người dân đất nước mặt trời mọc Nhật Bản. Rạng sáng nay, quân đội Israel cho biết cuộc không kích của nước này vào thủ đô Beirut của Liban đã khiến một chỉ huy cấp cao của nhóm vũ trang Hezbollah thiệt mạng. Theo người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari, vụ không kích xảy ra tối 30 tháng 7 theo giờ địa phương khiến một người thiệt mạng và 35 người bị thương. Mục tiêu của cuộc tấn công là Fuad Shukr, còn được gọi là Sayyid Mushan, cánh tay phải của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah. Fuad Shukr là kẻ chỉ huy chịu trách nhiệm cho vụ tấn công vào cao nguyên Golan. Căng thẳng giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban đã trở nên tồi tệ hơn kể từ khi xung đột Hamas-Israel nổ ra tháng 10 năm 2023. Ngày 27 tháng 7, tình hình trong khu vực diễn biến khó lường sau khi xảy ra cuộc tấn công bằng tên lửa vào cao nguyên Golan do Israel kiểm soát, khiến 12 thanh thiếu niên và trẻ em thiệt mạng. Hezbollah khẳng định không liên quan đến vụ tấn công. Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi các bên bình tĩnh sau vụ không kích Beirut, trong khi Israel tuyên bố chỉ muốn làm tiêu hao lực lượng của Hezbollah, chứ không muốn gây ra một cuộc chiến tranh tổng lực ở toàn Trung Đông. Các nhà khoa học ở Genoa, Italia vừa giới thiệu một chú chó robot được tích hợp trí tuệ nhân tạo AI. Robot này có khả năng hút rác thải ở nhiều địa hình khác nhau. Đây là Vero, robot được trang bị thiết bị hút rác ở dưới chân. Công nghệ AI giúp nó xác định rác thải, chẳng hạn như tàn thuốc, sau đó sử dụng hệ thống camera cùng với thuật toán để đưa ra lộ trình hút rác. Vero ra đời phần lớn từ việc chúng tôi quá mệt mỏi khi thấy người ta vứt tàn thuốc khắp nơi, lẫn trong cát trên bãi biển hay những con hẹp nhỏ. Những nơi này, máy hút bụi thông thường có làm sạch được, trong khi nhặt chúng bằng tay thì càng không phải là giải pháp. Các thực nghiệm cho thấy, chó robot có thể làm sạch đến 90% số tàn thuốc ở nhiều môi trường khác nhau. Theo nhóm nghiên cứu, Vero có thể hút được những vật thể có kích thước lớn hơn như nắp chai với các vật to hơn như vỏ chai hay hộp pizza. Vero có khả năng thống kê lượng rác thải ở khu vực nào, giúp tiết kiệm thời gian và sức lực của đội ngũ quét dọn. Bờ biển Puerto Madryn phía nam Argentina đã chào đón hàng trăm con hồng hạc khi chúng trở lại đây để chuẩn bị cho mùa sinh sản. Đàn hồng hạc thành thơi bay lượn, kiếm ăn hay nghỉ ngơi, dường như không quan tâm đến con người. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy chúng ở đây, chúng không sợ hãi, vì vậy thật tuyệt là chúng tôi có thể đến gần chụp ảnh. Mọi năm chúng đều đến đây vào thời điểm này, thật sự là chúng sống rất hòa thuận với con người. Tuy nhiên, ông Victor Frato, một người được đào tạo về quản lý môi trường, đã cảnh báo không nên đến quá gần chúng. Hồng hạc sẽ kiếm mồi ở những nơi nước nông rất gần bờ biển. Mọi người cứ đến xem và chụp ảnh, nhưng đừng đến quá gần, đặc biệt là nếu dắt theo chó. Như vậy sẽ làm chúng hoảng sợ, bay mất, rồi phải quay lại. Chúng sẽ tiêu tốn sức lực không cần thiết. Ông Frato cho biết thêm, hồng hạc sẽ kiếm ăn, tích lũy năng lượng, rồi sẽ tiếp tục bay đi tìm chỗ làm tổ để sinh sản. Ngoài hồng hạc, bờ biển Puerto Madryn và ngoài khơi còn có cá voi, cá keo và chim cánh cụt. Vì vậy, khu vực này đang trở thành một điểm đến thu hút khách du lịch lớn tại Argentina. Kính thưa quý vị, nếu mùa xuân là dịp du khách đến Nhật Bản để thưởng thức các lễ hội, ngắm các loài hoa rực rỡ, thì mùa hè là thời điểm dành cho những lễ hội pháo hoa đầy màu sắc. Trong đó nổi bật nhất phải kể đến lễ hội pháo hoa Sumidagawa diễn ra tại Tokyo. Đây được xem là lễ hội pháo hoa lớn và lâu đời nhất của xứ Phù Tang.
Dù trời mưa nhưng 910.000 người dẫn đến ngắm pháo hoa đầy màu sắc trên sông Sumida. Ban tổ chức cho biết đã sử dụng hơn 20.000 trái pháo do màn trình diễn ánh sáng rực rỡ kéo dài 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Theo truyền thông địa phương, lễ hội pháo hoa sông Sumida được khởi xướng vào thời Edo khi nạn đói dịch tả hoành hành khiến nhiều người thiệt mạng vào năm 1732. Năm 1733, một vị tướng đã cho bắn pháo hoa để tưởng nhớ những người đã khuất và cầu nguyện dịch bệnh qua đi. Ngày nay, lễ hội pháo hoa Sumidagawa được tổ chức không chỉ nhằm mục đích cầu mong mưa thuận gió hòa, người dân ấm no hạnh phúc, mà còn là dịp để các công ty chuyên sản xuất pháo hoa quảng bá sản phẩm của mình. Mới đây, khoảng 100.000 du khách đã đến thành phố Tây Sương, tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc để tham dự lễ hội đốt đuốc của dân tộc Di. Sự kiện có nhiều hoạt động thú vị như những màn diễu hành rực rỡ, thắp sáng đoạn đường dài hàng cây số tại địa phương này. Gần 100 đám lửa trại đã được thắp lên dọc con phố dài 4 km ở Tây Sương, trong đó ngọn lửa ở quảng trường chính cao gần 8 mét. Tôi đã nghe nhiều về lễ hội đốt đuốc ở Tứ Xuyên nên năm nay đưa con gái từ Sơn Đông về tham dự. Không khí lễ hội rất tưng bừng, chúng tôi đều thấy rất hào hứng và vui vẻ. Những người tham dự cùng nhau chiêm ngưỡng màn trình diễn nghệ thuật phun sắc nóng chảy làm tăng phần phấn khích xung quanh. Bên cạnh đó, họ còn được xem một trận bóng đá. Lễ hội đốt đuốc của người Di thường diễn ra vào đêm 24 tháng 6 âm lịch. Lễ hội đốt đuốc là sự kiện thiêng liêng đối với dân tộc Di vì những ngọn đuốc còn là biểu tượng cho chiến thắng của loài người trước thiên tai và ác thần. Đây còn là dịp để mọi người bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn đối với người thân. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị một ngày mới làm việc đầy hiệu quả và mọi việc thuận lợi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây chiều nay với những thông tin cập nhật trong ngày. Xin kính chào tạm biệt.